Nhạc sĩ Anh Quân thấy vui khi làm chương trình cho vợ và người yêu cũ. Lần đầu tiên, Mỹ Linh, Anh Quân, Băng Kiều cùng kết hợp trong một live show về Hà Nội. Nhạc sĩ Anh Quân hóm hỉnh cho biết anh thấy cũng vui khi có dịp làm chương trình cho vợ và người yêu cũ của vợ. Hà Nội phố ghi nhận lần đầu tiên bộ ba đình đám Mỹ Linh, Anh Quân, Băng Kiều kết hợp với nhau trong một chương trình. Hai ca sĩ từng có thời gian là một cặp đôi lại có dịp đứng chung trên sân khấu để hát Trái Tim Không Ngủ Yên trong đêm ngày 15 tháng 7 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị, Hà Nội. Chia sẻ về sự kết hợp hiếm hoi này của bộ ba, nhạc sĩ Anh Quân cho hay làm chương trình cho bộ ba cũng hay. Có dịp làm chương trình cho vợ và người yêu cũ của vợ tôi thấy cũng vui, nhạc sĩ Anh Quân nói. Tác giả tóc ngắn nói thêm, anh biết Bằng Kiều trước Mỹ Linh và hai người luôn có tình bạn tốt đến giờ, đây cũng là điều tương đối đặc biệt. Chia sẻ về Hà Nội phố với những ca khúc hay nhất về Hà Nội qua ba giọng hát Mỹ Linh, Bằng Kiều, Tùng Dương. Nhạc sĩ Anh Quân cho hay cái khó của chương trình là quy tụ những gương mặt vốn đã quen thuộc. Rất khó để chúng tôi làm mới, nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi là những người làm nghệ thuật nên kể cả những tác phẩm cũ, chúng tôi cũng nên biến thành những gì hiện đại, mang màu sắc của những năm gần đây. Chúng tôi luôn suy nghĩ làm sao để những bài hát này giữ đúng chất Hà Nội nhưng vẫn phải hiện đại. Đấy là về phần âm nhạc mà tôi hướng đến, Anh Quân trải lòng. Trong khi đó, khi được hỏi về những xung đột có thể xảy ra trong quá trình hợp tác, ca sĩ Mỹ Linh hóm hỉnh cho hay chị và nhạc sĩ Anh Quân đã cãi nhau 20 mấy năm đến giờ cũng mệt rồi, nên phải tránh để không ai phải nổ phát súng đầu tiên, cười. Tuy nhiên trong công việc, tôi nghĩ phải có sự tranh luận thì mới có được sự nghiệp âm nhạc đổ sộ như vậy. Nếu giám đốc âm nhạc mắng, bình thường tôi sẽ bật lại, nhưng giờ tôi im lặng. Không biết anh Bằng Kiều có ngại giám đốc âm nhạc này không? Mỹ Linh đẩy câu hỏi sang Bằng Kiều. Đáp lại, ca sĩ Bằng Kiều trả lời ngắn gọn tôi ngại lắm. Đảm nhận vai trò biên tập âm nhạc của chương trình, ca sĩ Tùng Dương cho hay anh muốn hướng đến tính chất của từng giọng hát cũng như tâm thế mỗi người. Với anh Bằng Kiều là người con xa xứ trở về Hà Nội, chị Mỹ Linh là đại diện cho những người phụ nữ Hà Nội. Còn tôi là những người nghệ sĩ trẻ tiếp bước anh chị, nam ca sĩ cho biết.